Chào mừng các em đến với phần 1001 bài toán tư duy dành cho lớp 3 Phần 1 Phần 1 này thầy sẽ giải 5 bài đầu tiên Thầy sẽ giới thiệu với các em 5 bài toán đầu tiên Những bài toán tư duy thường là những bài toán nó rất đơn giản Nó không đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán Nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải phân tích một cách logic Và chúng ta cần phải sáng tạo để tiếp cận bài toán Ok, thầy sẽ bắt đầu với bài toán số 1 hình dưới đây mô tả màu sắc của một số đoạn thẳng chúng ta nhìn luôn xuống hình chúng ta hãy tạo một thói quen khi đọc đề đó là đọc đề đến đâu thì chúng ta nếu mà đề bài này có cái hình ấy, thì chúng ta nhìn luôn xuống hình để làm gì để chúng ta thấy là cái sự thống nhất giữa cái đề bài và cái hình ví dụ ở đây hình dưới đây mô tả màu sắc của một số đoạn thẳng chúng ta nhìn thấy đây là có rất nhiều đoạn thẳng thì ở đây thấy ta ghi màu xanh màu xanh màu đỏ màu đỏ bạn An muốn tô màu các đoạn thẳng còn lại tức là trừ những cái đoạn mà ta đã, đã tô rồi bởi một trong ba màu đỏ xanh và vàng sao cho mỗi tam giác thì phải có ba cạnh và có đủ ba màu tức là tam giác có ba cạnh và sẽ có một cạnh màu xanh một cạnh màu đỏ và một cạnh màu màu vàng hỏi màu cần tô cho đoạn thẳng có đánh dấu x là màu gì đây chúng ta hiểu đề chưa nào trước hết là chúng ta thấy là đề có rất nhiều tam giác và có một số cạnh đã được tô rồi bây giờ chúng ta phải tìm cái đoạn x được tô màu gì chúng ta sẽ thấy như sau chúng ta sẽ xuất phát từ những chỗ mà chúng ta có nhiều dữ kiện nhất để chúng ta phân tích chúng ta thấy đây ở đây là x thì ở giữa tuy nhiên những cái dữ kiện người ta cho ở hai bên vậy chúng ta phải đi từ hai bên vào trước hết thầy đi từ hai phía phía bên phải thầy thấy cạnh này màu xanh các em chú ý nhìn theo chuột thầy chỉ nhé cạnh này màu xanh cạnh này màu đỏ Bây giờ chúng ta thấy hai cái cạnh màu xanh và màu đỏ này nó nằm ở hai tam giác. Đây, tam giác thứ nhất đây, tam giác thứ hai và hai cái tam giác đấy lại chung nhau một cạnh. Thế thì thầy thấy là cái cạnh này sẽ không được phép màu xanh. Đúng chưa nào? Đồng thời cạnh đó cũng không được phép màu đỏ bởi vì trong cái tam giác đó nó đã có một cạnh màu đỏ rồi, còn trong cái tam giác này nó cũng có một cạnh màu xanh rồi. Vậy cạnh này bắt buộc phải là màu gì? Màu vàng tương tự cạnh này màu vàng rồi thì dễ dàng suy ra được cạnh này phải là màu màu xanh để tam giác này có đủ ba màu đỏ xanh vàng rồi đến đây các bạn sẽ cố gắng suy ra tiếp cái cạnh này hoặc là cạnh trên này tuy nhiên rất khó khăn bởi vì chúng ta chưa đủ dữ kiện vậy chúng ta sẽ phải quay sang phía trái một cách hoàn toàn tương tự thầy suy ra cạnh này màu vàng cạnh này sẽ màu gì màu đỏ đến đây thầy dễ dàng sẽ suy ra được bằng cách lập luận tương tự chúng ta thấy tam giác này và tam giác này là có hai có cái cạnh này là cạnh chung thì cạnh này không được phép màu đỏ cũng không được phép màu xanh vậy cạnh đó là màu màu vàng thế thì dễ rồi đến đây chúng ta dễ dàng suy ra x phải là cạnh màu màu xanh vậy đáp án của bài toán này là x cạnh màu xanh chúng ta chuyển qua bài số 2 trước khi chuyển qua bài số 2 thì thầy có thể nói thêm đó là cái bài toán này chúng ta có thể vẽ thêm một số tam giác về phía nối ở phía bên phải hoặc phía bên trái để cho nó có nhiều tam giác hơn và chúng ta cũng sẽ làm tương tự đó là chúng ta sẽ phải đi từ hai phía vào để phân tích và chúng ta tìm ra được cái cạnh mà chúng ta cần bài số 2 đề bài rất dài chúng ta thử hình dung nhá khi nam sinh ra bố mẹ nam đã mua các cây nến có ghi các chữ số từ 0 đến 9 mỗi loại hai cây đây chúng ta thấy là đây là các cây nến này thì các con khi mà sinh nhật thì thì bố mẹ cũng giả sử sinh nhật 50 tuổi bố mẹ sẽ mua cây số 1, cây số 0 ghép lại và đốt hai cây nến đó tuy nhiên ở đây thì đề bài nói rằng là vào ngày sinh nhật của mình nam sẽ đốt cây nến tương ứng với số tuổi của mình ví dụ vào sinh nhật một tuổi thì bạn ấy sẽ đốt cây nến số 1 vào sinh nhật 12 tuổi bạn ấy sẽ dùng hai cây nến đó là cây số 1 và cây số 2 để đốt biết rằng mỗi cây nến dùng được 6 lần à ở đây có nghĩa là chúng ta thấy là một cái cây nến có thể dùng được 6 lần có nghĩa là đốt được 6 lần thì nó mới hết cái cây nến đó nó mới hết cái số đấy ví dụ số 1 dùng một lần xong lại cất đi sang năm cả à, hoặc là đến cái năm nào mà cần dùng số 1 thì lại đem ra dùng hỏi đến sinh nhật năm năm bao nhiêu tuổi thì không còn đủ nến để đốt theo cách như trên nữa vậy bài này trước hết là chúng ta thấy là mỗi một cây nến mỗi một cái chữ số ấy, thì bố mẹ nam là mua hai cây mỗi loại hai cây nên mỗi chữ số sẽ được dùng là bao nhiêu lần nhỉ? Mỗi một cây dùng được 6 lần mà mỗi loại mua hai cây nên sẽ mỗi chữ số sẽ dùng được 12 lần. Vậy người ta hỏi là đến năm nào thì hết? Như vậy chúng ta phải xem nào là cái cây nến số mấy sẽ hết đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy là cây nến số 1 sẽ hết đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì là các chữ số nó sẽ xuất hiện lần lượt ở hàng đơn vị 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau đó lại 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuy nhiên, số 1 thì nó xuất hiện ở hàng chục đầu tiên và chúng ta sẽ mất rất nhiều cây nến số 1 ở hàng chục từ 10, ở à, các số từ 10 cho đến 19. Vậy, thầy đã lập luận được là mỗi một chữ số dùng được 12 lần và cây nến số 1 xuất hiện à, là sẽ hết đầu tiên. Như vậy thầy sẽ tìm xem khi nào hết số 1. Thầy thấy là từ số 1 đến số 9 thì chúng ta dùng một lần số 1. Từ số 10 đến số 19 chúng ta sẽ dùng 11 lần chữ số 1. Các con lưu ý là đây là từ 10 đến 19 thì chữ số 1 xuất hiện hàng chục 10 lần. Và thêm một lần chữ số 1 xuất hiện hàng đơn vị ở số 11. Như vậy tổng cộng chúng ta thấy là từ 1 đến 19 chúng ta đã dùng hết 12 lần số 1. Vậy ở lần dùng chữ số 1 tiếp theo là sẽ không thực hiện được nữa. Chúng ta thấy lần thứ 20 thì vẫn hoàn toàn dễ dàng thực hiện được bởi vì số 2 và số 0 vẫn còn rất nhiều lần. Và đến lần thứ 21 thì sẽ không được Vậy đáp án bài này đó là vào sinh nhật năm năm 21 tuổi. Chúng ta chuyển sang bài số 3. Hình dưới đây mô tả một cái bể cá với 5 ngăn khác nhau. Nước thì được bơm vào từ vòi ở phía trái. Đây rồi, vòi đây. Hỏi ngăn nào sẽ được bơm đầy đầu tiên? Đây là một bài toán rất thực tế, trực quan. À, khi mà cho học sinh làm thì thầy thấy rất nhiều bạn băn khoăn, không biết làm, không biết xuất phát từ đâu. Các bạn nghĩ rằng là... Uh, đi theo hướng là cái ngăn nào có cái đường vào nó rộng hơn thì sẽ được nhiều hơn chúng ta bài toán này chúng ta sẽ giải quyết như sau chúng ta thấy là ở đây chúng ta quan sát này để nước vào được các ngăn này thì chắc chắn là gì mực nước nó phải cao đến bằng cái miệng ngăn đấy vậy thì nước vào lẽ thường đương nhiên là nước sẽ chảy vào đây sau đó rơi xuống đáy rơi xuống đáy sau đó nước sẽ dâng dần dâng dần lên và đến khi nào nước dâng được đến miệng của mặt C thì nước sẽ tràn vào C sau đó tiếp tục dâng lên dâng lên cao lên cao vậy thì chúng ta thấy là miệng của cái ngăn C này là thấp nhất gần đáy nhất vậy khi nước dâng lên thì nước sẽ tràn vào ngăn C đầu tiên và làm đầy ngăn C đầu tiên vậy đáp án của chúng ta là phương án C bài số 4 Thầy Hiếu có 14 quả táo Đem chia cho một nhóm các bạn học sinh Sao cho bạn nào cũng được ít nhất một quả táo Tức là Ít nhất cũng được một quả Không có bạn nào không nhận quả nào cả Và số quả táo mỗi bạn nhận được là khác nhau Điều này nghĩa là gì? Bạn thứ nhất được nhận được một quả Thì bạn thứ hai phải nhận một số quả khác với bạn thứ nhất Tức là 2 hoặc 3 hoặc 4 Ví dụ thế Em hãy cho biết thầy có thể chia cho nhiều nhất là bao nhiêu bạn Và hãy cho ví dụ cách chia tương ứng số bạn đó Thầy sẽ phân tích đề bài như sau Chúng ta chú ý đến những cái từ là ít nhất hay là nhiều nhất Ở đây muốn chia cho nhiều nhất Nhiều số bạn nhất Thì chúng ta sẽ phải chia làm sao cho mỗi bạn nhận ít táo nhất có thể Bây giờ chúng ta cầm 14 quả táo đi chia Mà chúng ta muốn chia lâu hết nhất Thì chúng ta gặp bạn nào chúng ta chỉ chia cho bạn ấy, ít nhất có thể Ở đây các em chú ý từ là ít nhất có thể nhé Vậy khi gặp bạn thứ nhất Ít nhất có thể là một quả Bởi vì đề bài yêu cầu là mỗi bạn phải nhận ít nhất một quả bạn thứ hai chúng ta thấy là bạn thứ nhất đã nhận một quả rồi thì bạn thứ hai phải có số quả khác bạn thứ nhất như vậy bạn thứ hai là hai quả tiếp theo bạn thứ ba là ba quả bạn thứ tư là bốn quả Vậy thì đến bạn thứ năm lúc này chỉ còn bốn quả chúng ta phải chia cho bạn thứ năm như vậy mâu thuẫn rồi bởi vì lúc này bạn thứ tư và bạn thứ năm thế nào trùng nhau số quả như vậy nếu chúng ta thấy là nếu chúng ta chia cho 5 bạn thì ít nhất chúng ta cần phải số quả là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 và 15 quả vậy không ổn Do đó chúng ta thấy là chúng ta có thể chia được cho nhiều nhất và 4 bạn Tuy nhiên nếu chúng ta khẳng định luôn là chia cho nhiều nhất 4 bạn Thì chúng ta chưa đủ Mà chúng ta cần phải chỉ ra một trường hợp Là chúng ta có thể chia cho 4 bạn và thỏa mãn đề bài Thầy ví dụ một cách chia 1 cộng 2 cộng 3 cộng 8 bằng 14 Các con có thể có rất nhiều cách chia khác Thầy ví dụ nếu như thầy cố định 1 cộng 2 Bây giờ thầy thay 3 bằng 4 thì thầy sẽ được là 1 cộng 2 cộng 4 cộng 7 1 cộng 2 cộng 5 cộng 6. Sau đó chúng ta có thể mở rộng thành 1 cộng 3. Đúng không? 1 cộng 3 cộng 4 cộng 6. Rồi. Tiếp theo chúng ta có thể là 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Coi như là một bài toán mở rộng các con thử liệt kê xem là chúng ta có bao nhiêu cách chia. Có bao nhiêu khả năng chia. Tức là có bao nhiêu cách tách cái số 14 thành tổng của bốn số khác nhau. Chúng ta hãy tự rèn luyện cái cách chia này cũng rất là hay, chúng ta uh, viết theo một cái quy luật nào đấy để không bị thiếu trường hợp. Ok, bài toán này uh, bài toán số 4 này thì uh, thầy thấy là chúng ta có thể hỏi một câu hỏi khác đi. Và thầy đã từng cho học sinh làm câu hỏi khác đi, tuy nhiên là cái câu hỏi đấy thì bài giải nó sẽ hơi dài. Nó là hỏi thầy có thể chia cho bao nhiêu bạn và hãy chỉ ra ví dụ về cách chia cho các bạn đó. Thì chúng ta thấy là có thể chia cho một bạn, một bạn lấy tất 14 quả. Chia cho hai bạn thì là một ví dụ một bạn 5 một bạn 9. Chia cho ba bạn thì ví dụ một bạn uh, 3, một bạn 4, một bạn 7. Và chia cho bốn bạn, như vậy chúng ta có bốn khả năng, chia cho một bạn cũng được, hai bạn cũng được, bạn cũng được, ba bạn cũng được, bốn bạn cũng được. Ok. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 5 nhé. À chỗ này thầy phải sửa đây thành là bài 5. ok Thấy... gõ thiếu xa nhầm chỗ đấy chúng ta có bài năm như sau hãy cho biết hình thứ 10 có bao nhiêu viên gạch oh, ở đây người ta cho 5 hình đây là một bài toán về quy luật dãy số sequence and patterns vậy chúng ta sẽ cố gắng tìm ra cái quy luật của nó chúng ta thấy hình thứ nhất có mấy một viên hình thứ hai có chúng ta thấy hình thứ hai có hai tầng tầng trên gồm một viên tầng dưới là hai viên còn chú ý là chúng ta cứ viết thế này đi. Mục đích của chúng ta để phát hiện ra quy luật chứ còn chúng ta chưa cần tính ngay cái đáp số. Nếu chúng ta viết một viên này, xong ba viên này, đôi khi chúng ta sẽ khó phát hiện ra quy luật. Thật sự là nếu viết một này, ba này, sáu này sẽ khó phát hiện ra quy luật. Tự nhiên thầy để như thế này nhá. Một viên này, hai viên này. Hình thứ ba à một viên này, 1 cộng 2 này. Hình thứ ba thì có 3 tầng, tầng trên là 1, tầng dưới là 2 và tầng dưới cùng là 3. Vậy tương tự như vậy chúng ta sẽ được hình thứ 10 sẽ là từ 1 cộng đến 10 và bằng 55 viên. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong 5 bài toán hôm nay. Các con sẽ thấy là những cái bài toán hôm nay không sử dụng nhiều về mặt tính toán kiến thức. Lớp 3 có thể hiểu, thậm chí lớp 2, bạn nào lớp 2 cũng có thể hiểu được những bài toán này. Và các bạn lớp 4, lớp 5 cũng nên xem những bài toán này bởi vì là có thể là các con chưa gặp. Các con sẽ khi mà gặp lần đầu các con sẽ bỡ ngỡ. Ok, hẹn gặp lại các con ở 5 bài tiếp theo. Bye bye.